Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại các kho bãi của công an các địa phương trên địa bàn tỉnh có hàng ngàn mô tô, xe máy và các loại phương tiện khác quá hạn tạm giữ, nhưng người dân không đến xử lý lấy tài sản về. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc các thủ tục pháp lý cũng như tâm lý bỏ của các chủ phương tiện khiến tình trạng các xe ô tô, xe máy quá hạn xử lý vi phạm giao thông tại các kho bãi giữ xe vi phạm ngày càng gia tăng. Điều này không chỉ gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm của các ngành chức năng mà còn gây lãng phí tài sản nhà nước và của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là những hình ảnh tại bãi giữ xe vi phạm giao thông của công an huyện Lâm Hà. Không có mái che, để mặc mưa nắng. Bụi đất phủ đầy dẫn đến tình trạng các phương tiện bị hoen rỉ, hỏng hóc. Thậm chí, không ít xe do để quá lâu, cỏ mọc tùm chung quanh. Nằm ở góc bãi tập kết là những đống xe đạp, xe máy bị hỏng, chỉ còn trơ bộ khung chất chồng lên nhau như một đống sắt vụn khổng lồ. Kể cả những xe máy được xếp thành hàng, phần lớn cũng xuống cấp trầm trọng. Nhiều xe bị vỡ yếm, bong tróc và rêu mốc. Định giá tài sản chỉ dừng lại ở việc bán sắt vụn. Đại diện công an huyện Lâm Hà cho biết, sau khi tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý hành chính, có không ít chủ phương tiện đã phó mặc phương tiện của mình cho lực lượng chức năng. Đến kỳ hẹn lên làm việc, chủ các phương tiện này đã không có mặt. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến số lượng các phương tiện giao thông theo thời gian nằm phơi mưa, phơi nắng, lãng phí, kéo dài, còn lực lượng chức năng của huyện thì khó xử lý. Thì hiện nay với cái lỗi nặng như vậy thì bà con mình mà có nhiều cái xe mà ít tiền thì có thể là sau khi vi phạm là bỏ luôn, thì những việc này cũng gây khó khăn cho cái việc là làm cho cái số xe mà tồn đọng tăng rất là cao. Thì trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục là khắc phục những khó khăn và tiếp tục đề nghị được xây dựng các cái cơ sở về trông giữ theo chuẩn theo đúng theo quy định. Không riêng gì ở bãi tạm giữ xe máy vi phạm này, tại một số bãi xe ở các địa phương khác cũng gặp tình trạng tương tự. Tại trụ sở đội cảnh sát hỗ trợ tư pháp và thi hành án huyện Bảo Lâm, hàng trăm xe cũng nằm phủ bụi. Những chiếc xe tồn đọng ở đây có hàng chục lý do như xe vô chủ, xe tai nạn bỏ lại, xe không giấy tờ, xe tang vật trộm cắp. Thực tế, từ nhiều năm qua, phương tiện vi phạm giao thông ngày càng nhiều, trong khi khu vực tạm giữ bảo quản không mở rộng. Nhiều xe buộc phải để bên ngoài, gây mất an toàn phòng cháy, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường bởi dầu mỡ chảy và sắt hoen rỉ. Dù các phương tiện đã được hút nhiên liệu ra theo quy định, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, nhất là vào thời điểm nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Trước mắt là đang đề xuất với Ủy ban huyện xây dựng một cái nhà tiền chế khoảng 1.000 mét vuông ở tại công an huyện để tạm giữ cái số phương tiện này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã gọi mời những cái trường hợp vi phạm lên để nhận lại phương tiện khi mà người ta đưa ra các cái giấy tờ hợp pháp thì để trả lại phương tiện. Trong đó thì rà soát lại các cái phương tiện mà đã quá cái thời hạn tạm giữ. Và người vi phạm không xuất trình được các cái giấy tờ hợp pháp thì chúng tôi sẽ ra thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và căn cứ vào các cái quy định của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì chúng tôi sẽ ra quyết định tịch thu và đề nghị bán đấu giá để xung công quỹ. Mặc dù các lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp nhằm xử lý triệt để các xe vi phạm cũng như giải phóng sự quá tải tại các kho bãi tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Bởi trong vài năm trở lại đây, tình trạng quá tải tại các điểm trông giữ xe vi phạm có dấu hiệu ngày càng tăng. Tình trạng các xe ô tô, mô tô và các loại phương tiện giao thông bị tạm giữ do vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đã hết thời hạn tạm giữ, nhưng những người vi phạm không đến giải quyết để nhận lại phương tiện là một thực tế. Việc giảm tải các cái phương tiện giao thông bị tịch thu thì từ trước đến nay thì huyện chúng tôi cũng rất quan tâm, chủ động báo cáo với tỉnh để sau khi đối với các cái phương tiện bị tịch thu hoặc là người vi phạm không đến nhận phương tiện thì căn cứ quy trình chúng tôi kịp thời
báo cáo với các ngành liên quan của tỉnh để tập trung thanh lý các cái phương tiện này để hạn chế các cái thiệt hại, hạn chế những cái rủi ro, rồi hạn chế những cái tác hại nó không cần thiết. Để giảm tải tại các kho bãi giữ xe vi phạm cũng như tránh lãng phí nguồn lực, chi phí cho việc duy trì trông giữ các phương tiện vi phạm, các cơ quan quản lý cần nghiên cứu thực hiện đồng bộ các giải pháp như xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ nói chung và trong lĩnh vực tạm giữ, xử lý tang vật vi phạm hành chính nói riêng. Tăng cường gửi thông báo, mời chủ xe đến xử lý và thông báo số tiền các chủ phương tiện bị phạt cùng tiền lưu bãi. Rút gọn hơn nữa các thủ tục thẩm định, bán đấu giá phương tiện vi phạm tồn đọng, vì càng để lâu trong kho, xe càng mất dần giá trị sử dụng. Đối với các phương tiện bị tạm giữ có giá trị cao nhưng không có giấy tờ hợp lệ, nên ưu tiên cho những người vi phạm mua lại hoặc sớm bán đấu giá công khai. Thành lập một trang mạng trực tuyến, trong đó truyền tải những hình ảnh, thông số kỹ thuật, đặc điểm xe để những người mất xe có thể truy cập, liên hệ để tìm lại chiếc xe của mình. Có như thế mới giảm tải được tình trạng tồn đọng, gây hư hỏng, lãng phí, phương tiện giao thông vi phạm bị tạm giữ như hiện nay.